Chào quý vị và các bạn đón xem trận bán kết 1 môn bóng truyền hay nữ giữa hai đội tuyển bóng truyền hay nữ của xã Tân Đức và đội tuyển bóng truyền hay nữ của xã Xuân Phương cho khuôn khổ giải đấu bóng truyền hơi do huyện Phú Bình tổ chức năm 2024. Như vậy ở trận đấu này thì các cầu thủ của Tân Đức phía gần mảnh các bạn và các cầu thủ của Xuân Phương trong trang phục áo vàng phía xa mảnh các bạn. Như vậy điểm số bây giờ là 3-1 nghiêng về các cầu thủ Xuân Phương. Tốt của Quỳnh Trang nâng điểm số của trận đấu lên 4-1 cho Xuân Phương. Trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm 5-1 cho Xuân Phương. Đỗ Lợi của Xuân Phương có bóng. Một pha không hiểu ý nhau của các cầu thủ Tân Đức rất tiếc. 6-1 bên tuyển Tân Đức xin lỗi ý. Và trận đấu tiếp tục. Điểm số bây giờ là 6-1 nghiêng vào Xuân Phương. Bóng lọt trắng rất tốt của số 7 bên tuyển Tân Đức. Bóng lọt trắng 2-6 cho Tân Đức. Còn rất tốt, đó là cái bóng rất tốt của Đỗ Lợi bên tuyển Xuân Phương. Chắn bóng tốt. Và cái cầu thủ bắt bài của các cầu thủ Tân Đức trong pha bóng vừa rồi. Như vậy điểm cho Xuân Phương 7-2. Đồng luận của Xuân Phương phát bóng. Bóng ngoài sân rồi. Vừa rồi là pha nhảy đập bóng ngoài sân. 8-2 cho Xuân Phương. Quỳnh Trang của Xuân Phương phát bóng. Còn không, vẫn còn. Vẫn còn. Rất tuyệt vời và nó là trận đấu rất hay. Quý vị và các bạn đừng bỏ qua trận đấu này. Bóng rất dài, bóng chưa vào lưới. Điểm 9-2 cho Xuân Phương. Số 1 Dương Bay của Xuân Phương phát bóng. Vẫn còn, rất tốt. Và đó là cái chân rất tốt của Quỳnh Trang bên tuyển Xuân Phương. Trọng tài cho đấy là pha bóng này. Trong sân có hai quả bóng. Ở nhà thi đấu này có hai sân thi đấu, đâm ra tình trạng bóng sân nọ sang sân kia là rất bình thường. Các bạn thông cảm. Đá bóng tốt của số 7 tuyển Tân Đức. 3-9 cho Tân Đức. Bóng đã chạm tay chắn các cầu thủ của Xuân Phương ra ngoài sân. Còn không? Đá bóng tốt. Rất tốt của các cầu thủ Tân Đức. 4-9. Lỗi, lỗi chạm lưới của các cầu thủ Tân Đức trong pha bóng vừa rồi. 14 cho Xuân Phương. Đội nhỏ rất sáng tạo của Quỳnh Trang. 11-4 cho Xuân Phương.
pha phong bóng rất mạnh của các cầu thủ Xuân Phương. Đội điểm cho Tân Đức 5-11. Điểm 12-5 cho Xuân Phương. Và tấn công rất hay của cái lợi nhận. Hay đấy, hay hay. Tấn nhau lên phát là đúng cái chỗ đây. Còn hay một kiểu đấy đó. Ừ, hay một kiểu đấy. Đập bóng tốt. Bóng nó chạm tay. Chạm tay rồi. Bóng rồi chạm rồi. Khích cái mình lên kia là kích. 13-5 cho Xuân Phương. Quỳnh Trang của Xuân Phương có đóng. Vẫn còn rất tốt, rất hay của số 7. Vẫn còn rất... đã bóng tốt, bóng đã chạm tay chắn các cầu thủ của Tân Hòa ra ngoài sân. Điểm 14-5 cho Xuân Phương. Bên tuyển Tân Hòa xin lỗi ý là trận đấu tiếp tục, điểm số bây giờ là 14-5 nghiêng về các cầu thủ Xuân Phương. Cắt bóng thành công rất tốt của đội loại. 15-5, khoảng cách 10 điểm cho các cầu thủ Xuân Phương. Đập bóng rất tốt và tấn công rất hay của Quỳnh Trang. Là như thế. 16-5. Mở trận à? Vẫn còn tốt. Vô hiệu hóa được số 7 thì là chiến thắng. Số 7 này là thủ chiến. 6-16. Vô, nếu vô hiệu hóa được số 7 thì là mình thắng. Vô số 7 thì đập nhiều quả hiểm. Cắn bóng tốt. Này thì các cầu thủ của hàng rào thép của Tân Đức đã phát huy tác dụng. 7-16. Số 2 của Tân Đức phát bóng. 1-1 quả nguy hiểm quá đấy mọi người. Đúng quá. Ôi giời ơi. 8-16. Điểm cho Tân Đức. Số 7 của Tân Đức con bóng. Vẫn còn. Bóng ngoài sân rồi. 17-8. Cho các cầu thủ Xuân Phương. Đồng luận của Xuân Phương có đóng. Đập bóng tốt. Đấy, quả đập cực kỳ nguy hiểm. Quả đập số 7 rất tốt. 97 cho Tân Đức. Tốt. 10-17.
tốt của số 7. 10. Bao nhiêu rồi? 10-17. Còn cách gần 7 điểm nữa thôi. Liệu các cầu thủ Tuấn Đức có ngược dòng ở trận đấu này không? Ở trận đấu này không? Bóng trong sân. 11-17. Nếu vô hiệu hóa được đưa số 7 này là đứng trên vạch, nó đứng trên vạch 2m cơ mà. Thế nào? Đứng trên vạch 2m để bóng sang đường chắn nó được. Đường chắn nó được. 18-11. Nó dưới vạch 2m cơ. Bóng ngoài sân rồi. Điểm 20-11. Các bóng có điểm 2 như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất thì các cầu thủ Xuân Phương giành chiến thắng trước các cầu thủ Tuấn Đức với điểm số là 21-11. Hai đội tạm nghỉ ít phút trước khi bước vào trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai, trận bán kết giữa Xuân Phương và Tuấn Đức. Sau trận đấu thứ hai này thì các cầu thủ Xuân Phương phía gần này các bạn và các cầu thủ của Tuấn Đức phía xa mà các bạn. Tỷ số bây giờ là 2-1. Bóng ngoài sân rồi. 3-1 cho Xuân Phương. Hai đội Xuân Phương và Tuấn Đức rất nhiều duyên nợ. Hai lần gặp nhau gần đây nhất là ở hội đình làng Phong Độ thì các cầu thủ của Xuân Phương đã để thua các cầu thủ Tuấn Đức. Chân bóng thành công. Điểm số 2-3 cho Tuấn Đức. Ở giải đấu này thì năm 2023 thì tuyển Xuân Phương đã giành chức vô địch. Năm ngoái chị Thanh cùng quân vô địch trẻ này đấy. Ba bốn cho Tuấn Đức. Mà xã mình đội tuyển kém ở môn này quá. Xã mình đội tuyển. Mấy năm nay anh thấy được không? Mọi việc. Chắn á? Tỷ số bây giờ là 5-3. Sáng tạo rồi này.
Hôm nay được quả bánh cạo. Từ đây quả bánh cạo thì cứ như những mấy quả đấy. Bánh mái nó khô dài. Và cứ thấy nó bè mà muốn xã một bụng còn nghe có vẻ to thì cực kỳ nguy hiểm. 6-3 khoảng cách nhân đôi cho các cầu thủ Xuân Phương. Pha ném bóng rất tốt của số 8. 7-3. Vừa rồi là điểm cho các cầu thủ của Tân Đức. 4-7. Tiếp set 2. Cho các cầu thủ Tân Đức. Năm cho Xuân Phương. Đội bóng tốt, rất tốt của Quỳnh Trang. 9-5 cho Xuân Phương. Một pha ghi điểm khô khốc, đúng góc xa. Bên tuyển Tân Đức lưu ý. Tiếp set 2. Điểm số bây giờ là 9-6. Các cầu thủ Xuân Phương vẫn đang dẫn trước 3 điểm. Vẫn còn rất tốt. Và đó là nỗ lực rất tốt của các cầu thủ Tân Đức. Trọng tài xác định bóng trong sân. Trọng tài xác định bóng trong sân, trong phòng bóng vừa rồi. Mình nhìn được ngoài này, cứ tưởng là số 8 đấu loại của Xuân Phương con bóng. Rồi. 11-6 cho Xuân Phương. Mười hai sáu cho Xuân Phương, khoảng cách nhân đôi với các cầu thủ Xuân Phương. Rất tiếc ngay sau đó thì Xuân Phương lại có pha phạt bóng không qua lưới. Đội điểm cho Tân Đức 72. Mười ba bảy cho Xuân Phương. Trang là cái tên thứ hết. Những cái quả bắn rắn biên, những quại từ tay thì ra ngoài hết thật. Trọng tài sẽ bị bóng ngoài sân. Điểm cho Tân Đức 83. Rất dài, rất léo là ra điểm đây.
bóng ngoài sân rồi. 93 cho Tấn Đức. Số 8 của Tấn Đức có bóng. Tấn bóng thành công 10-13. Đội tuyển Tấn Đức chưa đổi ý. Ui quá ngoài. Đấu rất hay. Hai đội đấu công rất mạnh. Đúng rồi. 11-13 cho Tân Đức. Đúng là chân rồi, rất tiếc. Như vậy điểm số được cân bằng 13 đều. Hai đội lại phải làm lại từ đầu ở trận đấu thứ hai. Mười bốn mười ba cho Xuân Phương. Ngoài rồi, rồi không được. 14 đều. Đây chẳng có đều được. Hết sung rồi. Hết sung rồi. Gần 9 rồi. Điểm cho Xuân Phương 15-14. Tuyệt vời phải nói. Điểm của Xuân Phương 16-14. Bóng ngoài sân rồi. 17-14. Bên tuyển Tân Đức xin đổi ý. Mười tám mười bốn và rất đẹp mắt của Quỳnh Trang trong bóng một tuần. Quỳnh Trang của Xuân Phương có bóng, bò nhỏ thành công. Đây là pha bò nhỏ thứ bảy đẹp quá. 15-18.
ngoài sân rồi. 19-15. Số 1 của Xuân Phương có bóng. Vừa là bóng chưa qua lưới trong pha bóng vừa rồi. 20-15 cho các cầu thủ Xuân Phương. Đội được Thanh Ninh mình thịt sống. Nó tưởng gặp cấp 3. Gặp Thanh Ninh. Cấp 3 vừa thắng đấy. Cấp 3 nó còn gặp Thanh Ninh nữa. Đội bóng tốt như vậy kết thúc set đấu thứ 2 thì các cầu thủ Xuân Phương giành chiến thắng trước các cầu thủ Tân Đức với điểm số là 21-15 và giành vé vào trận chung kết. Rất tuyệt vời và trận đấu rất hay. Quý vị và các bạn xem video nhớ chia sẻ video cho mọi người cùng xem.